Rồi tôi muốn chuyển qua để mà chia sẻ uh, một số những cái thông tin khác với các bạn và đầu tiên hết á, thuận muốn cập nhật thêm về tài liệu liên quan tới Coinbase Base tại vì ngày hôm qua đã thuận cập nhật uh, Coinbase Base chủ yếu dựa theo cái bài đăng chính thức của Coinbase và thuận đã nhận thêm được nhiều thông tin tại cái bài đã thật sự cũng không có đầy đủ đâu các bạn đầu tiên hết á, thì chúng ta có một cái thông tin uh, là sau khi mà Coinbase ra mắt mạng lưới Base là mạng lưới tầng 2 của Ethereum thường đã chia sẻ chi tiết trong video ngày hôm qua nhưng nào mà con thú có thể xem video đó sau khi mà ra mắt cũng gặp nhiều trở ngại các bạn có một số người đã lên trên Twitter để mà phàn nàn nói là mạng lưới này nó không có được ổn định lắm và khi mà người ta sử dụng thử ngày hôm qua đó thì đã có một cái lỗi liên quan tới ví của Coinbase khiến cho là cái phí gas đưa ra nó không đủ dẫn đến là nhiều những cái giao dịch nó không thành công và sau đó Coinbase đã đưa ra quyết định là sẽ chuyển hết như vậy trở lại trạng thái ban đầu đó là một số những cái phàn nàn hôm qua nói chung thì đây là một mạng lưới mới hôm qua người ta cũng gặp một số trục chặt các bạn hôm nay ra sao thì đừng không có nghe ai phàn nàn hết cứ thể là những lỗi này đã được xử lý xong rồi rồi có một số người đó thì nói là mới đầu đó khi mà nhìn vào trang web của base họ nói là họ sẽ trích ra 20% lợi nhuận để mà quyên góp để mà làm những chuyện tốt cho xã hội nhưng mà bây giờ khi mà họ nhìn lại đó các bạn thấy được là bây giờ họ nói là họ sẽ quyên góp một số tiền trong cái phần lời đó để làm những việc tốt cho xã hội thì 20% đó đã bị xóa đi rồi thì người ta lại đặt câu hỏi là tại sao vậy thường đã tìm hiểu thêm hôm qua đó khi mà chia sẻ thì thường cũng chưa có thật sự rõ là Coinbase sẽ kiếm lợi nhuận từ đâu tại vì các bạn đã biết là Coinbase base mạng lưới này sẽ không có cái đồng riêng đây là một mạng lưới mà họ sử dụng công nghệ của Optimism và họ cũng không sử dụng đồng OP luôn các bạn họ sẽ sử dụng chính thức Ethereum để dùng làm phí gas thì Coinbase có lợi như thế nào khi mà họ bỏ công ra bỏ tiền ra để bắt đầu xây dựng một mạng lưới như thế này Thuận đã đọc kỹ hơn và Thuận đã hiểu là tại sao không có làm như vậy Tại vì họ muốn tạo ra một mạng lưới tầng 2 cho Ethereum khác với những mạng lưới tầng 2 hiện bây giờ Chúng ta bây giờ có nhiều giải pháp mạng lưới tầng 2 sử dụng nhiều công nghệ khác nhau Thì Coinbase sử dụng Rollups và họ muốn cái giải pháp này là giải pháp được nhiều người ưa chuộng nhất Tại vì khi mà nhiều người bắt đầu gây dựng những cái ứng dụng tập trung của mình ở trên mạng lưới base của họ Họ có thể tích hợp sàn Coinbase vào đó, nhất là cái phần mà có thể sử dụng tiền mặt để mà bắt đầu là mua Ethereum và bắt đầu là hoạt động trực tiếp trên mạng lưới của BASE Đây là một trong những cái mà những mạng lưới khác không có làm được các bạn Giống như là nếu các bạn muốn tham gia vào một ứng dụng DeFi giống như ở trên Polygon hay là ở trên Optimism hay là ở trên bất cứ một cái nền tảng tầng 2 nào hiện bây giờ đó thì các bạn đâu nào mà dùng tiền mặt trực tiếp được các bạn phải có sẵn cái token các bạn mới sử dụng được Nhưng mà đối với mạng lưới này của Coinbase thì họ sẽ cho phép người dùng trực tiếp kết nối và dùng tiền mặt của mình để mà đổi thành crypto và đương nhiên trong cái giao dịch đó họ sẽ là một cái phần phí thì hiểu đơn giản đó Coinbase muốn tạo ra base để có thêm một phần thu nhập và họ muốn phần thu nhập đó là đến từ hệ thống DeFi những cái ứng dụng tập trung sau này trên mạng lưới của base thì đó là lý do thật sự tại sao mà họ tạo ra base và thêm vào đó đó thuận để đọc thêm cái thông tin đến trực tiếp từ đội của Optimism thì đội của Optimism nói là Coinbase sẽ cho lại họ một phần phí đây là lý tại sao mà Optimism hợp tác với Coinbase tại vì trên căn bản các bạn có thể thấy được là Base nếu như mà thật sự là lớn mạnh sau này đó không lẽ Base là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của Optimism và Polygon hay là Arbitrum thì tại sao Optimism lại hỗ trợ Coinbase để bây giờ dựng Base thì câu trả lời là họ sẽ nhận được một cái phần phí và họ sẽ sử dụng phần phí đó để có thể tiếp tục phát triển mạng lưới Optimism Phần phí đó là bao nhiêu phần trăm thì chúng ta không có biết được các bạn Và chúng ta bây giờ cũng không có biết được là cái hệ thống base này của base có thật sự là được nhiều những cái ứng dụng được chung sử dụng hay là không Và điều mà thú vị hơn đó là Optimism bên dưới này đó họ nói là cái xu hướng của họ là họ muốn phát triển một cái gọi là super chain có nghĩa là một cái siêu chain các bạn à, Đây là một cái giải pháp cho tất cả những mạng lưới không chỉ riêng là chúng ta nói tới Ethereum mà chúng ta có thể nói tới là Solana và nhiều những mạng lưới layer một khác như là mạng lưới tầng một khác à, để kết nối trực tiếp với Optimism và họ trở thành lựa chọn hàng đầu một cái super chain. sau này người ta chỉ cần gây dựng trên Optimism mà thôi và không cần phải quan tâm đến những cái chain layer one tại vì trên Optimism họ sẽ xử lý những cái đó thì đây là cái mơ ước của hai bên Optimism và Coinbase thực hiện như thế nào Có thành công hay không thì chúng ta phải chờ thời gian để mà trả lời Nhưng mà nói tới Ethereum đó thì chúng ta đang thấy được là hôm nay chúng ta lại nhận thêm một cái thông tin Và thông tin này đến từ nhà sáng lập của Polygon trong cuộc phỏng vấn với lại Crypto Banter Thì Sandeep Nawar tin rằng thế giới crypto đó sẽ phát triển theo một môi trường mà các hoạt động của người dùng diễn ra trên nhiều layer 2 cùng hoạt động trên duy nhất là layer 1 của Ethereum. Khi mà được hỏi đến các layer 1 khác như là Solana, Aptos, Avalanche, Cardano thì Sandeep cho rằng trong 2 năm qua đó tôi không thấy bất kỳ sức hút đáng kể nào trong số các blockchain này và tôi không thấy bất kỳ chain nào khác có thể cạnh tranh được với Ethereum. Thì cái mà Sandeep à, đang nói đây đó là chúng ta có thể nghĩ là ở trên thị crypto này À, chúng ta có mạng lưới BTC, BTC thì có một cái vai trò riêng các bạn. Vậy mà lưới BTC thì thực sự cũng không thể có những hợp đồng thông minh như là Ethereum được. Và mạng lưới BTC là một vài điện tử, một trong những nơi mà người ta có thể sử dụng để mà di chuyển tài sản của mình và có cái độ an toàn rất là cao. Đó là một phần của blockchain. Một phần khác của blockchain thì chính là những cái ứng dụng phi tập trung, những cái DeFi, NFT vân vân. À, thì Sandip nghĩ là Ethereum thực sự là giải pháp tốt nhất và giải pháp duy nhất chúng ta cần thiết. Ethereum có thể là sẽ không có mãi mãi nhanh như là nhiều người mong muốn nhưng mà cũng không sao tại vì ở trên Ethereum sẽ có nhiều tầng hai và Polygon hy vọng đó là cái tầng hai mà được nhiều người ưa chuộng và sau này người ta chỉ cần gây dựng như tầng hai mà thôi và tất cả những gì đó sẽ được xử lý trong tầng 1 một cách nhanh chóng, phí rẻ hơn tại vì đó là giải pháp của tầng hai. Đó là những thông tin liên quan tới Ethereum và Polygon Avalanche và Coinbase, tôi muốn chia sẻ với các bạn để các bạn hiểu hơn về những gì đang xảy ra. Rồi chúng ta cũng có một cái cập nhật liên quan tới Cardano và Singularity.net à, và cập nhật này đó là Singularity.net hay là Aegis à, đã chính thức thông báo họ sẽ có một cây cầu kết nối giữa Cardano và Ethereum, có nghĩa là người dùng có thể là chuyển đổi tài sản giữa hai mạng lưới này và họ cũng sẽ cho phép staking Cardano các bạn đây không phải là staking Cardano trực tiếp trên lưới của Cardano và đây là staking Ajax uh, ADA, có nghĩa là các bạn sẽ cung cấp ADA vào trong một cái pool rồi sau đó các bạn sẽ có thể nhận được phần thưởng đó chính là đồng Ajax để có thể uh, sử dụng tài sản đó làm cái cầu kết nối giữa hai mạng lưới này thì đây cũng là một trong những cái thông tin tôi nghĩ là khiến cho nhiều người cũng lạc quan liên quan tới singularity.net và như bạn cũng nên nhớ đây là một trong những cái chợ cho phép giao dịch những cái giao thức của ai cho nên gần đây với cái phong trào ai đó thì singularity.net đã có cái sự tăng trưởng về giá cả. Cái thông tin kế tiếp tôi muốn chia sẻ với các bạn là liên quan tới Shiba Inu. Bản thân thường thì không có đầu tư Shiba Inu nhưng mà tôi biết là nhiều bạn cũng là fan của Shiba Inu và thường cũng thường hay thấy những cái bài viết tương tự là ngày hôm nay có bao nhiêu Shiba Inu bị đốt đi và con số nhìn thì thấy rất là nhiều các bạn giống như là trong vòng một tuần qua thì bài viết này nói là chúng ta đã có tổng cộng là 100 triệu token của Shiba Inu đã bị đốt đi rồi và đương nhiên đây là một phong trào ở trong cái cộng đồng của Shiba Inu để có thể là làm giảm đi cái số lượng của đồng CBI Nu này làm cho cái sự khan hiếm nó tăng hơn và chúng ta có thể nhìn thấy được là cho tới ngày hôm nay đó chúng ta có thể nhìn thấy đây là tổng cộng cái số lượng đọc Shiba Inu cái màu đỏ hiện bây giờ đó là hai cái địa chỉ mà người ta gửi đến để mà đốt đi tại vì hai địa chỉ này là hai địa chỉ mà không có khóa cá nhân các bạn gửi tới là sẽ không có lấy ra được thì đó là địa chỉ đốt đồng và chúng ta có thể nhìn thấy được là tổng cộng đó trước đây là có con số rất là kinh khủng của bạn quanh Quantillion có nghĩa là một nghìn, nghìn tỷ con số rất là cao thì thật ra khi các bạn nhìn thấy được là tổng cái số lượng hiện bây giờ đang lưu thông đó là khoảng chừng 57% mà thôi nếu chúng ta tính luôn cái phần mà đang staking hiện bây giờ đó thì chúng ta cộng hai cái này lại là khoảng 589 nghìn tỷ token Shiba Inu có nghĩa là khoảng 58.9% còn lại mà thôi còn cái số lượng khoảng chừng 41% này đó thì đã bị đốt đi rồi. Thì khi mình đọc những cái bài viết này đó, tôi thấy con số là 100 triệu token đã bị đốt đi trong một tuần qua thì tôi muốn biết là nó có thật sự nhiều hay là không. Thì tôi nó là một cái bài toán các bạn thì chúng ta có thể lấy 100 triệu token trong vòng một tuần qua bị đốt đi và chúng ta chia cho cái số lượng đồng còn lại đang lưu thông hiện bây giờ và đương nhiên dựa theo con gắt đó là 589 nghìn tỷ token hiện bây giờ con số rất là kinh khủng thì trong vòng một tuần qua 100 triệu token bị đốt đi thật ra chỉ có là 0 chấm không không một phần trăm mà thôi các bạn cái phần trăm nó cũng không phải là nhiều lắm cái mà thường muốn chia sẻ ở đây đó là khi các bạn nhìn thấy được những con số đốt này đó thì đương nhiên đó là cái tấm lòng của những cái hodlers muốn đốt đi để có thể khiến cho đồng này khan hiếm hơn nhưng mà nếu như mà thật sự sức ảnh hưởng đó thì cũng không có nhiều các bạn một tuần chúng ta chỉ có thể à, uh, làm giảm đi con số là 0 trăm mà thôi cái mà tôi nghĩ là nhiều người quan tâm nhiều hơn đó chính là mạng lưới tầng hai của Shiba Inu là Siberium theo đường hiểu đó là Siberium sẽ Kích hoạt trong thời gian ngắn tới đây Thì khi mà có Siberium rồi đó, Thì có thể là Shiba Inu Sẽ là một trong những mạng lưới Mà có nhiều công dụng hơn Nhiều người sẽ muốn sử dụng hơn Vì nhiều lý do khác nhau Thì khi đó cái tốc độ đấu đồng Nó sẽ không những là tăng lên Mà thậm chí cái nhu cầu lưu trữ Shiba Inu Cũng sẽ tăng lên luôn Rồi Thông tin kế tiếp là cái thông tin liên quan tới cái điều kiện của NBA Top Shot Thường đã chia sẻ trong video phần 3 ngày hôm qua Chi tiết hơn về cái điều kiện này rồi Thì hôm nay chúng ta lại có một cái thông tin là thẩm phán Trong điều kiện của NBA Top Shot đã phán là những emoji, những biểu tượng cảm xúc Như các bạn nhìn thấy trên màn hình chúng ta có biểu tượng cảm xúc của một cái rocket một cái tên lửa, rồi cái uh, biểu đồ giá, rồi sau đó là cái uh, biểu tượng của một cái túi tiền. Thì thẩm phán trong điều kiện này nghĩ đây có nghĩa khách quan là lợi nhuận đầu tư tài chính và có thể xem như là lợi khuyên đầu tư. Và họ đã nói là khi mà chúng ta nhìn vào cái Twitter của NBA Top Shot, đó, họ đã không ngừng dùng những cái biểu tượng tương tự khi mà thuyết sau khi họ bán được các NFT. Các bạn nghĩ sao? Tôi <laughs> nghĩ là thẩm phán này cũng hơi quá nếu như mà chỉ nói là ba biểu tượng này là lời khuyên đầu tư thì nói gì cũng có thể được các bạn cái gì cũng có thể là lời khuyên đầu tư thường nhìn một cái đồng nào đó rồi sau đó thường mỉm cười rồi thường nháy mắt một cái với các bạn đó cũng có thể được xem là lời khuyên đầu tư <laughs> nhiều khi chúng ta thấy là những thẩm phán không biết cũng đang suy nghĩ gì rồi dự kiện đó chúng ta cũng sẽ không biết hồi kết đâu khi mà có thêm thông tin thường sẽ chia sẻ với các bạn và một điều nữa trước khi chúng ta nói tới cái thông tin liên quan tới Meta thẩm phán trong vụ kiện này đã cũng đã rất cẩn thận và cũng đã chia sẻ chi tiết nói là tất cả những gì liên quan đến NBA Top Shot liên quan đến đây có phải là một chứng khoán hay là không thì tất cả những gì mà ông ta nói chỉ liên quan tới NBA Top Shot mà thôi, không liên quan tới bất cứ một NFT nào hết Tại vì mỗi một công ty hoạt động khác nhau, mỗi một NFT hoạt động hoàn toàn khác nhau Cho nên không thể gặp chung lại được Ít ra thì ông ta cũng đã đứng chính điều đó Chứ nếu như không thì nhiều, nhiều người sẽ nghĩ là NBA Top Shot, những NFT này là chứng khoán Dựa theo suy nghĩ đơn giản của thẩm phán này Thì tất cả đều là chứng khoán Và thẩm phán này cũng đã đứng chính lại là ông ta không muốn nói Những NFT này là chứng khoán Ông ta chỉ nói là có khả năng đó là chứng khoán mà thôi cho nên vụ kiện này phải tiếp tục chứ không thể bãi bỏ được tại vì công ty Dapper Labs công ty đứng sau lưng MB Top Shot đã đệ đơn nói là vụ kiện này là vụ kiện tàu lao và cần phải bị loại bỏ Thông phán nói là không chúng ta cần phải ra tòa để nói rõ về cái vấn đề liên quan tới NFT này rồi chúng ta cũng nhận được một cái thông tin liên quan đến Meda các bạn Thì các bạn có biết thông tin gì hay là không? Mà có đoán được hay là không? Meda đã bỏ biết bao nhiêu tiền bạc để mà phát triển Metaverse Thì đến bây giờ vẫn không có kết quả Chúng ta bây giờ lại có một phong trào mới đó chính là phong trào AI các bạn Thì Meda như là Facebook đã thông báo là họ sẽ ra mắt một cái mô hình AI riêng Một cái mô hình trí tuệ nhân tạo riêng gọi là Lama Và được tạo ra bởi công ty Fundamental AI Research À, và đương nhiên đây là một trong những cái mà Facebook muốn cạnh tranh với những công ty khác chứ nếu không sẽ bị bỏ lại lần sau các bạn tại vì những công ty lớn bây giờ đều có AI chúng ta nói tới những công ty lớn à, như là Microsoft thì đã hợp tác với là OpenAI ChatGPT. Chúng ta có Google thì cũng đã nói là sẽ ra mắt Boy các bạn đây cũng là một AI riêng của Google và Baidu thì họ nói họ sẽ có một Ernie Bot. Tất cả đều là AI hết. Đương nhiên Facebook không muốn là người bị bỏ lại phía sau rồi cho nên Facebook cũng sẽ có một AI tốt hay là không tốt hay là như thế nào chúng ta vẫn chưa biết hiện tại và thật ra cho đến bây giờ chúng ta vẫn không biết là Google Bard có tốt hay là không và bydew earning như thế nào chúng ta chỉ biết duy nhất là ChatGPT bây giờ như thế nào mà thôi tại vì nhiều bạn đã sử dụng rồi và Thông tin cuối cùng thường muốn chia sẻ với các bạn trước khi đóng lại video này đó là công ty uh, Swedish các bạn, uh, công ty Ericsson đáng tiếc cũng đã giống như nhiều công ty khác họ đã ra quyết định là sẽ cắt giảm 8.500 nhân viên uh, và đây là đại diện cho 8% lực lượng lao động của họ tại vì họ có khoảng chừng 105.000 nhân viên. Công ty cũng rất là lớn và cái số lượng người này đã sẽ không có phải là bị sa thải một lúc mà họ sẽ từ từ sa thải phần lớn là trong vòng 6 tháng của năm nay và có thể là sa thải dài cho tới năm sau luôn các bạn và trong video ngày hôm nay đó chúng ta cũng có một nhà tài trợ các bạn nhưng mà nhà tài trợ đó chính là bản thân của thuận capital thì như bạn có đã biết là thuận đang gây dựng một cái kênh thuận capital Source đây là một cái kênh mà có những cái video ngắn hơn để các bạn có thể dễ dàng theo dõi và nắm bắt nội dung nhưng mà nào mà con thú đó thì có thể tham gia đăng ký vào kênh Thuận Capital Short cũng như là Thuận Capital cũng đang gây dựng kênh Cost TV các bạn và cũng gây dựng một thời gian dài rồi đây cũng là một cái trang web các bạn có thể sử dụng để mà xem những video của Thuận Capital và các bạn có thể tương tác để có thể kiếm được token cũng tương tự như là Steam ngày xưa các bạn nhưng mà nào mà có hứng thú đó thì có thể tham gia vào kênh Cost TV hay là kênh Thuận Capital Short và đây là tất cả những thông tin mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trong video ngày hôm nay Tôi hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này Nhưng mà nào mà muốn tìm hiểu những ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của Thuần Capital Thì có thể bấm vào cái link ở bên dưới cái video Để tìm thấy những ưu đãi như là các bạn có thể nhận được bonus Hay là giảm phí giao dịch lên tới 30% khi mà tham gia vào những sàn như là sàn OKX, CoinX, Bybit hay là Binance Một số những dịch vụ khác như các bạn nhìn thấy trên màn hình Nhưng mà nào mà tham gia sàn giao dịch ấy, thì chỉ nên dùng để mà giao dịch mà thôi không nên lưu trữ quá nhiều tiền trên sàn và thuận hy vọng các bạn có một cái cuối tuần vui vẻ thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp tạm biệt các bạn